Xin kính chào tất cả quý vị. Xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Giữ gìn đôi chân là bí quyết phòng ngừa và điều trị chứng hàn đấy các bạn ạ. Chúng ta nên rèn luyện thói quen thường xuyên vận động đứng nhón chân và thẳng lưng sẽ cải thiện cơ năng chống lạnh của cơ thể đấy. Hiện nay số phụ nữ có vóc dáng cao ngày càng nhiều, chị em bận rộn việc gia đình phải với chỗ cao như là phơi quần áo chẳng hạn hoặc lau những cái bàn cao đến mức phải nhón chân. Nếu biết lợi dụng các động tác trên sẽ có tác dụng cải thiện chứng hàn. Nguyên nhân chúng ta biết là nguyên nhân gây nên chứng hàn là do rối loạn vận động co giãn mao mạch vì sự bất thường chức năng thần kinh thực vật tạo nên, từ đó phá hoại trạng thái tuần hoàn máu. Xin chào chị Dung Nguyễn ạ. Do đó, những người chức năng thần kinh thực vật không ổn định dễ mắc chứng hàn. Đương nhiên, cũng sẽ kèm theo các chứng như là bài tiết kích tố khác thường, thiếu máu, huyết áp thấp, mức độ tái tạo giảm. Chứng hàn phần lớn phát sinh ở phụ nữ, đó là vì kích tố hình thành sinh lý nữ giới sẽ ảnh hưởng đến chức năng thần kinh thực vật. Xin chào Diễm Thu ạ. Hạ thùy não trung tâm điều khiển kích tố ở gần trung khu thần kinh thực vật, cho nên nhất định sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Chức năng thần kinh thực vật phản ánh sự nhạy cảm đối với chức năng kích tố. Điều quan trọng nhất để cải thiện chứng hàn là phải thúc đẩy tuần hoàn máu của cả cơ thể. Do đó, tích cực vận động chân rất có hiệu quả. Hoạt động cơ bắp chân, khi cơ bắp trùng xuống, máu sẽ chảy vào. Khi cơ căng lên, máu bị ép ra. Cơ bắp giống như cái bơm đấy, giống như cái bơm nước vào, khiến máu bị ứ trệ ở chân và nửa thân dưới lưu thông. Nhờ thế mà thúc đẩy sự tuần hoàn máu trên toàn cơ thể. Và xin chào chị Trần ạ. Bây giờ ngoài cái việc đứng thẳng chân, kiễng chân đấy, đứng thẳng chân, kiễng chân, thì chúng ta còn có một phương pháp nữa là dùng lá, thân và hoa của cây lão quan thảo. Chúng ta sử dụng nó. Nhưng chúng ta sẽ thể thêm là cây lão quan thảo như thế nào để giới thiệu với các quý vị cái cây lão quan thảo nó là cây gì. Đây là cây lão quan thảo đây. Đó.
thì cái lão quan thảo đấy thì được dùng để chữa, ngoài cái việc là chữa cho làm chữa bệnh hàn đấy thì còn chữa phong thấp, chân tay tê dại, rồi viêm ruột, rồi kiết lỵ, các loại ung nhọt nữa. Thì liều dùng hàng ngày là từ 6 đến 15 gram dưới dạng nước sắc hoặc là rượu ngâm. Lão quan thảo còn có tên là Thạch Nam. Thì về đông y mà nói thì nó chủ yếu là công dụng là chữa tê thấp. Về thành phần hóa học của nó thì nó chứa các loại axit amin, amino, ancol, terpen, các nhóm chất phytosterol, rồi các flavonoid, tatananin, carotenoid. Lão quan thảo có vị đắng, cay, tính bình, có tác dụng là khử phong hoạt huyết, thanh nhiệt, giải độc. Những bài thuốc mà có lão quan thảo như thế này, nếu trường hợp là chữa nhiễm trùng đường ruột hoặc lý trực tràng, lý amip, viêm ruột cấp và mãn tính thì lấy nước sắc của lão quan thảo, chỉ cần dùng lấy nước lá của nó thôi, đó, sắc lên và mỗi lần uống là 40 ml ngày, 2 đến 3 lần. Rồi chữa viêm thấp khớp thì lão quan thảo thêm thiên liên kiện, rồi uy linh tiên, sinh khương, sắc lên uống. Ngoài ra nó còn chữa được đau thần kinh kinh tọa. Thì lão quan thảo làm rất mọc rất nhiều ở vùng chân núi đá vôi, gần bờ suối hoặc trên các nương rẫy còn đang bỏ hoang, và ở trên độ nơi mà nó có độ cao từ 1.300 m đến 1.600 m, chứ không mọc ở đồng bằng chúng ta. Đấy, thì chúng ta ở Hà Giang rất nhiều. Đấy, chứ là cái vùng từ Yên Minh cho đến Phó Bảng ở Hà Giang rất mọc rất nhiều cái loại cây này, và nguồn gốc của nó rất nhiều ở Trung Quốc. Tên của nó là lão quan sáo, lão quan thảo đấy. Thế thì chúng ta nên biết cái nó mọc hoang đây, chứ không phải là trồng ở trên sườn núi, cho nên là chúng ta chú ý là ở những cái vị mà ở gần Hà Giang thì có thể là lấy cái loại cây này để sử dụng. Rồi cắt, có thể cắt ngang từ rễ trở lên rồi rửa sạch phơi khô. Đấy. Phơi ở nơi thoáng gió, mới đầu thì là phơi dưới nắng, sau đó thì phơi ở chỗ râm và thoáng gió. Sau khi khô hẳn đấy thì dùng kéo cắt thành từng đoạn 2 đến 3 phân, cho vào túi khô bịt kín lại, bảo quản ở nơi râm mát. Nếu điều kiện chúng ta giữ được khô ráo thì có thể bảo đảm là bảo quản được 1 năm. Lão quan thảo khô thì có bán nhiều ở các tiệm thuốc, các tiệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Phương pháp sắc thì rất là dễ. Đó. Chúng ta cứ lấy 1 nắm, một ngày cứ lấy 1 nắm lão quan thảo cho vào nồi, rồi đổ ngập nước từ 600 đến 800 ml, rồi sắc lên. Người bị táo bón thì cần uống nước thuốc sắc có nhiệt độ tương đương nhiệt độ cơ thể mỗi ngày tối thiểu 3 lần, và thời gian uống là sau bữa ăn từ 15 đến 30 phút. Vị nó hơi đắng cho nên là, nhưng mà không nên cho đường nữa. Nếu mà người nào thấy đắng quá không uống được thì có thể cho thêm ý dĩ.
Ngoài ra đấy thì cũng có thể là cho thêm 20 gram trà ba bố, là các loại trà ở vùng miền núi đấy, vùng Mường đấy, trà phải sắc riêng, sau đó uống cùng với nước lão quan thảo thì sẽ có tác dụng tốt hơn. Xin chào Thanh Nguyên Bùi ạ. Như vậy là ngoài cái việc dùng cái lá lão quan thảo đấy, thì chúng ta xin nhắc lại là việc thực tập vận động duỗi thẳng chân và đứng kiếng chân đấy, có thể tiến hành kích thích chân khi ngồi nghỉ trên ghế lúc nhàn rỗi, chúng ta cũng có thể tập được. Một chân gác bên chân kia, hai tay nắm lại day toàn bộ gan bàn chân. Khi chân này nóng thì đổi nóng lên rồi thì đổi sang chân kia. Và chúng ta cứ kiên trì làm như thế, kích thích chân hàng ngày thì có thể loại bỏ triệt để được khí hàn. Ngoài việc dùng lão quan thảo thì chúng ta nên lớp bước thứ hai, cái loại một cách thứ hai nữa là thường xuyên dùng muối thô để ngâm chân. Tôi đã giới thiệu nhiều lần cái loại muối thô, muối để ngâm chân do tổng công ty muối Việt Nam sản xuất đấy. Những cái vị nào ở xa không thể mua được thì tôi có thể là mua giúp và gửi đến, chúng tôi đã gửi mua giúp nhiều rất nhiều nơi rồi, rất nhiều quý vị đấy, cần mua trong thời gian vừa rồi. Rồi nhé, là tôi sẽ những bài mới sắp tới sẽ làm một bài mát gan. Đó. Như vậy là chúng ta dùng muối thô ngâm chân thì có thể cải thiện tuần hoàn máu, loại bỏ cảm giác lạnh chân. Những người làm cái nghề săn sóc sắc đẹp đấy, làm spa đấy, quán spa đấy, đó, thường nói rằng không có cơ thể khỏe mạnh thì không có làn da đẹp. Trên cơ sở này, các mỹ viện ở Mỹ thường đưa ra lời khuyên làm đẹp bằng cách ngâm chân nước muối thô. Phương pháp sử dụng liệu pháp khỏe mạnh ngâm chân này có từ 50 năm trước. Xin chào Bonsai và Sáng Tạo nhé. Đấy, thấy là nó đã có từ lâu rồi, phương pháp là ngâm chân bằng muối, muối thô, nước muối thô. Vì thế các chứng bệnh nghề nghiệp đau lưng, đau chân sử dụng phương pháp ngâm chân này sẽ khỏi. Phương pháp ngâm chân là liệu pháp khỏe mạnh rất hữu hiệu điều trị chứng hàn của phụ nữ. Người mắc chứng hàn phần lớn bụng dưới phía rốn, phía dưới rốn ấy trở xuống có hàn khí, thường kèm theo đau bụng kinh. Ngoài ra có người thường xuyên chân bị lạnh, suốt đêm không ngủ được. Tóm lại, bất kể tình hình nào đều là do máu không tuần hoàn gây nên. Cho nên, nhiệm vụ đầu tiên là phải thúc đẩy tuần hoàn máu. Ngâm chân khiến hai chân phát nóng lên và thúc đẩy sự lưu thông máu ở đầu ngón chân. Sẽ có hiệu quả tốt. Phương pháp ngâm chân như sau. Chúng ta cho nước nóng 38-40 độ C vào trong thùng nước và lượng nước ngập cổ chân là được. Sau đó cho tiếp nửa ly muối thô vào đảo đều lên. Trong muối có nước vôi, loại nước này sẽ kết tủa chất bẩn trong cơ thể tan vào trong nước. Sau khi chuẩn bị xong đấy thì chúng ta ngồi lên ghế và cho hai chân vào thùng nước. Lưu ý không được ngay một lúc ngâm toàn bộ chân trong nước, mà phải cho từ từ đầu ngón chân xuống trước, rồi dần dần cho đến khi mực nước ngập cổ chân khoảng 2 phân. Sau đó tiếp tục thả chân xuống 5 phút sau. Mực nước ngập đến huyệt túc tam lý ở phía dưới gối đấy. Đồng thời bổ sung thêm nước nóng 38-40 độ C. Đấy, tôi đã có bài hôm qua đấy, xem Thị Trung Nguyễn nói nhé về tâm thất đấy. Như vậy là chúng ta ngâm chân
cho nước nơi ngập đến tận huyệt túc tâm lý ở dưới gối. Thời gian ngâm chân lúc bắt đầu chúng ta giữ khống chế khoảng 10 phút. Khi hai chân ngâm trong nước nóng 5 phút, toàn thân nóng lên, đổ mồ hôi, cảm giác rất dễ chịu. Những người bình thường tim không tốt, ngâm 5 phút sẽ có cảm giác tim đập mạnh. Đó. Lúc đó có thể cho muối thô hòa tan thêm trong nước ấm, chờ cho nước giảm nhiệt độ xuống ngang nhiệt độ cơ thể. Lúc đó ta mới nhẹ nhàng cho chân vào. Và 10 phút sau, khi cơ thể bắt đầu thích ứng với nước ấm, lúc đó bổ sung thêm nước nóng ngập đến đầu gối. Tắm chân xong, tức là ngâm chân xong đấy, thì chúng ta dùng khăn bông khô lau sạch, sau đó dùng nước ấm sạch rửa lại lần nữa cho sạch muối. Sau cùng dùng khăn bông lau khô nước. Tiếp đó bôi kem rồi xoa bóp 5 đến 6 lần từ dưới lên trên, từ huyệt dũng tiền ở dưới những gan bàn chân ấy, lên cho đến huyệt trung tâm lý. Cuối cùng chúng ta bôi phấn rôm. Chúng ta sẽ thấy có cảm giác tan biến hết mệt mỏi ở chân. Lúc mới bắt đầu có thể khống chế thời gian tắm là 5 phút, cộng thêm với 5 phút bằng khoảng 10 phút. Sau đó kéo dài dần lên đến 15-20 phút. Về sau có thể kéo dài thời gian ngâm chân với điều kiện sức khỏe cho phép. Như vậy, không những chân không còn mệt mỏi mà toàn thân sảng khoái, sức khỏe cũng chuyển biến tốt. Những người mắc chứng hàn, hãy kiên trì ngâm chân 3 tuần lễ liền nhé. Nhất định sẽ cảm thấy hàn khí ở chân, ở lưng dần dần tiêu tan và tối sẽ ngủ rất ngon. Cách làm này có hiệu quả rất thiết thực. Nhưng có một điều lưu ý như thế này, không nên mặc mini zip quá ngắn để lộ cả đùi, mà nên mặc thêm một chiếc quần lót có thể giảm được chứng hàn. Chúng ta biết mấy năm gần đây các cô gái thường hay mặc mini zip ra phố ngày càng nhiều. Nhiều phụ nữ thà chịu lạnh chứ nhất định mặc váy ngắn theo cái model mới giờ. Đó. Mặc váy quá ngắn đối với người mắc chứng hàn, mùa đông rét mướt thì không nói làm chi, nhưng ngay cả giữa hè nếu để trần hai chân mà ngồi trên xe máy đấy, đó, hay là xe đạp điện đấy, để hở hai chân ra như thế, hoặc là vào cửa hàng mua đồ thời gian lâu, hai chân sẽ bị nhiễm lạnh bởi máy điều hòa không khí, làm trầm trọng thêm chứng hàn của bạn đấy. Cho nên là cố gắng hạn chế việc mặc mini zip nhé, mặc váy ngắn. Một điều lưu ý nữa, xin chào anh Tấn Phạm ạ. Mặc slip cũng là một vấn đề với chị em bị tệ mặt, bị chứng hàn đấy. Y học phương Đông thường nói không được để lạnh tiên cốt. Tiên cốt ở đây tức là đoạn dưới xương sống, là xương ở thành phía sau xương chậu, tức là xương sống lưng của ta đấy. Vùng này bị lạnh thì tử cung và ruột cũng gián tiếp bị lạnh. Thậm chí tử cung và buồng trứng cũng bị ảnh hưởng, kết quả dẫn tới rối loạn chức năng thần kinh thực vật, rối loạn bài tiết kích tố. Hơn nữa ở vùng bụng dưới tập trung tới 1/3 máu của cơ thể, nhằm giúp xử lý phế thải do khí quan như bộ máy sinh học bài tiết ra. Cho nên khi vùng này bị lạnh sẽ khiến máu của nửa thân dưới ứ trệ. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến lạnh toàn thân. Cho nên
tốt nhất tránh mặc quần áo ngắn để trần da thịt quá nhiều. Đó, xin chào Tuấn Hứa nhé. Các bạn mắc chứng hàn nên mặc quần lót che được cả bụng dưới và mông, sau đó đi vớ liền quần ngoài, mặc quần dài để chống lại không khí lạnh bên ngoài. Nếu muốn mặc mini zip thì có thể mặc hai quần lót, như vậy cũng giảm được phần nào chứng hàn đấy. Mà chất liệu quần thì tốt nhất là sản phẩm bằng bông, có tính thông khí, giữ nhiệt tốt. Và như vậy thì có mặc nhiều chiếc vẫn không cảm thấy bí bức. Mùa đông mặc đồ lót vải bông sẽ ấm hơn là mặc sợi hóa học. Thấy hiện trường ạ, mình chào. Hơn nữa, đồ lót bằng sợi hóa học tính thông khí rất kém, nên là tốt nhất không nên mặc. Ngoài ra cần đặc biệt lưu ý là không nên mặc đồ lót dây thun quá chật. Có người hàn ở bụng nên họ buộc chặt dây thun ở thắt lưng. Mà dây thun ở thắt lưng, ở đùi quá chặt sẽ chèn ép động mạch bắp đùi. Xin chào Hoàng Thị Phượng nhé. Tức là nói lại là dây thun ở thắt lưng và đùi quá chặt ấy, sẽ chèn ép động mạch bắp đùi và bạch huyết háng, cản trở tuần hoàn máu nửa thân trên, làm trầm trọng thêm chứng hàn. Và khi mặc hai quần lót nên chọn số lớn một chút cho nó rộng hơn. Đó cũng là bí quyết nhỏ để phòng ngừa chứng hàn đấy. Xin chào Lan Nguyễn. Đấy là bài hôm nay nói về việc là phải giữ gìn đôi chân đối với những người bị bệnh hàn, chứng hàn. Tiếp theo ngày mai thì chúng tôi sẽ giới thiệu cách, mà một cách nữa để giới thiệu là để giữ gìn đôi chân nữa là đi cái loại và vớ mắt cá, vớ mắt cá chân. Thì ngày mai chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp. Còn hôm nay như thế là sẽ xin giới thiệu đến đây thì xin dừng ở đây, và xin cảm ơn tất cả quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi, và xin chúc các quý vị nào, bạn nào bị chứng hàn sẽ thực hiện tất cả những cái điều mà tuần nay tôi đưa lên mạng, tôi đưa lên đấy, để mà chúc xin quý vị sẽ nhanh chóng khỏi được cái chứng hàn. Ngoài việc uống thuốc mà chúng tôi đã mua giúp cho các quý vị đấy về bệnh chữa bị hàn đấy, thì những sinh hoạt hàng ngày đấy, tôi đã giới thiệu trong một tuần vừa qua các phương pháp vừa tắm hàn, tắm nóng, tắm lá, bây giờ đến giữ đôi chân như thế nào. Thì trong tuần này trở đi chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cái phần giữ đôi chân đối với các quý vị bị chứng hàn nhé. Thì rất mong các quý vị chia sẻ nếu thấy bài này là có hữu ích, chia sẻ cho nhiều người. Thì đây cũng là một cái việc là tạo phúc cho mình và đồng thời cũng là giúp đỡ cho nhiều người khác. Xin kính chào tất cả quý vị, các thầy, các bạn mạnh khỏe, trường thọ. Xin chào. Vâng, xin chào Hạnh Vũ Thị nhé.